Những khám phá bí ẩn và kỳ lạ nhất mà có thể bạn chưa biết. Một cô bé 3 tuổi có thể nhớ được 10 kiếp trước của mình. Cô kể rằng mình là một người sống trong hang động khoảng 200 triệu năm trước, rồi từng bị một con khủng long truy đuổi. Kiếp sống tại Nam Phi vào đầu những năm 1900, cô là một đứa cháu của Tổng thống Paul Kruger. Sau đó lớn lên thì lấy hai người chồng và có 10 đứa con. Qua điều tra thì những người này hoàn toàn là có thật, đồng thời phát hiện ra rằng một trong những đứa con của cô lúc đó vẫn còn sống và đang ở tuổi 90. Bạn có tin được câu chuyện này hay không? 8 kiếp còn lại của cô sẽ như thế nào? Và những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh cuộc đời của cô ra sao? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Bí ẩn áo giáp giấy siêu mỏng của Trung Quốc, cản được cả đao kiếm, súng lục và cung tên. Thoạt đầu nghe tên chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng áo giáp thì phải được làm bằng kim loại, nhưng làm bằng giấy thì làm sao mà bảo vệ được. Thế nhưng không thể ngờ được, ở thời cổ đại Trung Quốc đã tồn tại một loại áo giáp bằng giấy có sức mạnh đáng gờm, ngay cả đao kiếm, cung tên hay súng lục đều không thể xuyên qua được. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài nó khá mỏng manh, nhưng áo giáp giấy lại cho thấy khả năng và tính hiệu quả vượt trội trong chiến đấu. Vật liệu tạo ra loại áo giáp này chính là giấy, một trong 4 phát minh nổi tiếng của người Trung Hoa xưa. Được biết thì áo giáp giấy được người Trung Quốc sử dụng khá sớm vào khoảng năm 600 trước công nguyên, được chế tạo từ 10 đến 15 lớp giấy được làm từ vỏ cây dâu tằm. Những chiếc áo này được tẩm thêm nhựa thông hoặc một số loại nhựa cây khác giúp chúng bền và vượt trội hơn hẳn các áo giáp bằng kim loại thời bây giờ, thậm chí còn chống được cả tên bắn. Thời đó đây thật sự là một trang bị hoàn hảo và cần thiết cho các binh sĩ thời cổ đại trong những trận chiến ác liệt trên chiến trường. Nhằm kiểm tra sức mạnh tiềm ẩn bên trong của áo giáp giấy, chương trình MythBuster của kênh Discovery đã tiến hành một số thử nghiệm để kiểm tra độ bền, so sánh sức mạnh và độ linh hoạt của loại áo giáp này so với áo giáp bằng thép thời bấy giờ. Nhóm thực hiện chương trình đã dựng lại hai bộ áo giáp giấy có độ dày khoảng 13mm, một cái được tẩm nhựa thông, cái còn lại thì không. Những vũ khí được sử dụng bao gồm gươm, súng lục của thế kỷ 18 và loại súng côn xoay 0,45 từ thế kỷ 19. Kết quả khá bất ngờ khi mà hầu hết đều gần như không thể xuyên phá áo giáp giấy. Ngay cả áo giáp giấy không được tẩm nhựa thông cũng có khả năng bảo vệ tốt như áo giáp thép, thậm chí có phần vượt trội hơn. Nhưng nhìn chung, áo giáp giấy cũng chứng tỏ được khả năng bảo vệ không hề kém cạnh áo giáp thép. Và thông qua phát minh này, chúng ta có thể thấy được khả năng sáng tạo độc đáo của người xưa và nó thực sự khiến cho hậu thế như chúng ta cũng phải thán phục. Kỳ lạ về dòng sông cát chảy giữa sa mạc. Mới đây thì một đoạn video được nhiều người cho là rất ảo đang liên tục làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội, và cụ thể là video được thực hiện tại Iraq quay lại cảnh một người đàn ông đứng kế bên bờ cát trắng. Duy chỉ có một điều khác biệt, bờ cát đang tạo thành dòng chảy giống như một con sông. Và mặc dù gọi là dòng sông cát, nhưng thực chất đó không phải là cát mà cũng không phải dòng sông, mà thay vào đó là một thứ nguyên liệu trông rất là giống cát. Và bạn có biết đó là gì hay không? Thực chất dòng chảy của dòng sông này chính là những viên băng nhỏ có nguồn gốc từ thượng lưu, là những khu vực đồi núi chảy xuyên qua sa mạc. Trong quá trình di chuyển, những viên băng này bắt đầu tan dần và tạo thành dòng chảy. Những viên băng có hình dạng và kích thước trung bình bằng một quả bóng gôn, vì thế chúng không có màu sắc và gần như trong suốt, thế nên có nhiều người lầm tưởng rằng đây chính là một dòng chảy của cát. Tuy nhiên, từ đâu mà có số băng này? Với một quốc gia vốn có một nền khí hậu nóng và khô cằn như Iraq, có thể nói đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, quốc gia này phải đón nhận một trận mưa đá và bão băng lớn đi kèm với những cơn mưa xối xả. Cơn mưa này kết hợp với sự chênh lệch nhiệt độ khủng khiếp giữa ngày và đêm tại các quốc gia Trung Đông đã tạo nên một dòng sông có 102 ở trên thế giới. Kinh ngạc, thân cây bốc cháy đỏ rực bên trong như lò thiêu tự động. Mới đây thì những người dân tại Ohio của Mỹ đã không khỏi bất ngờ và kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng rất chi là khó hiểu, khi mà những ngọn lửa không biết bằng cách nào mà lại có thể hừng hực bốc cháy từ bên trong một thân cây, thay vì cháy bùng, cháy lan ra toàn bộ cành, nhánh và lá như thông thường. Nhiều người có mặt theo dõi sự việc đã không khỏi bàng hoàng, thậm chí có người còn liên tưởng cảnh tượng giống như cổng địa ngục đang mở ra trên trái đất. Cũng có người hài hước hơn bảo rằng cái cây chẳng khác nào một lò thiêu tự động. Và theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến sự việc kỳ lạ này là do thân cây bị sét đánh trúng sau khi cái cây đã được đội cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên, lửa cháy trong thân cây vẫn không tắt hoàn toàn. Và biết rằng với tình hình hiện tại thì kiểu gì cái cây cũng sẽ chết mà thôi, nên đội cứu hỏa đã phải tính toán hướng giải quyết khác cho cái cây. Và cuối cùng họ quyết định gọi thêm dịch vụ cây xanh đến để đốn hạ cây nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hình ảnh trên sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng quan tâm và bàn tán. Ai nấy đều tỏ ra tò mò và cảm thấy thú vị trước hiện tượng kỳ lạ hiếm có này. Không ngờ mẹ thiên nhiên lại tạo ra những kiệt tác tuyệt đẹp, nhưng cũng có thể làm ra những thứ đáng sợ như thế này, đúng không nào? Con rơi khổng lồ có cái đầu giống như ngựa khiến cộng đồng mạng phát hoảng.
Bức hình về con rơi khổng lồ được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, thì một người dùng mạng Twitter đã chia sẻ bức hình cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người với dòng ghi chú là: "Bạn còn nhớ tôi từng nói về việc ở Philippines có loài rơi to như người thật không? Và đây là điều tôi muốn nói đến." Và như các bạn thấy rằng, bức ảnh được chia sẻ cho thấy một con rơi có kích thước khổng lồ như con người, với đôi cánh rất là to đang treo mình bên ngoài một ngôi nhà, khiến nhiều người phải thốt lên rằng đây không phải là rơi mà là quái vật, bởi vì nó quá là lớn luôn. Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng bức hình đã qua chỉnh sửa rồi, làm gì có con rơi nào như thế lại còn tồn tại cơ chứ. Thế nhưng, thực tế thì đây là một loài rơi có nguồn gốc từ Philippines, được gọi là rơi vương miện vàng, kích thước lên tới 21,5cm. Thực tế thì rơi trưởng thành ở Philippines có thân hình chỉ bằng một con chó nhỏ, nhưng sải cánh của chúng thì đặc biệt to lớn với độ dài ấn tượng từ 1,5 đến 1,7m, đủ để bao phủ một con người có kích thước trung bình. Cộng với việc bức ảnh trên được chụp ở góc cận, nên con rơi có vẻ càng siêu to khổng lồ hơn so với thực tế. Cũng giống với như tất cả các loài rơi khổng lồ này thì thường sống trên cây với móng vuốt sắc nhọn và ngủ trong tư thế treo ngược. Chúng dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ vì chúng cũng sống về đêm như những loài rơi khác. Cô gái nhớ được 10 tiền kiếp, một kiếp sống cùng thời với khủng long. Đối với người phương Đông chúng ta thì luân hồi và đầu thai là những khái niệm không có gì xa lạ cả, nhất là đối với những ai có tín ngưỡng và Phật giáo. Nhưng nhiều người nghĩ rằng ở Tây Phương thì với những suy nghĩ hiện đại, thậm chí là họ cũng không cả thờ cúng tổ tiên luôn, nên họ không hề thừa nhận sự tồn tại của luân hồi. Tuy nhiên thì các bằng chứng về hiện tượng luân hồi vẫn luôn xuất hiện ở phương Tây, thậm chí là ngay từ thời cổ đại luôn. Và trường hợp về cô gái Yui và Wei có khả năng nhớ lại kiếp trước của chính mình là một bằng chứng cho sự luân hồi đầy huyền bí này. Được biết thì từ khi mới 3 tuổi, Yui và Wei kể với gia đình về một số câu chuyện đáng kinh ngạc rằng cô có thể nhớ được 10 kiếp luân hồi trước đây của mình. Những câu chuyện được kể lại đều rất rõ ràng và chi tiết, điều mà cô không thể nào tự mình tìm hiểu được. Khi cô lên 5 tuổi, cô thường xuyên gặp gỡ các giáo sư tâm lý học, những bậc thầy về luân hồi, thôi miên và phóng viên điều tra v.v. Tất cả đều phải kết luận rằng đứa trẻ này cung cấp những bằng chứng thuyết phục nhất, chứng tỏ hiện tượng đầu thai chuyển kiếp là thực sự tồn tại. Kiếp đầu tiên của cô chính là một người sống trong hang động khoảng 200 triệu năm trước. Cô nhớ rằng đã từng bị một con khủng long truy đuổi và bỏ quên những công cụ bằng đá và xương phía sau một hang động. Và hiện tại cô có thể dẫn các nhà điều tra đến vị trí của hàng loạt các hang động ở Nam Phi mà cô chưa bao giờ thấy trước đó. Các hang động nơi mà người ta phát hiện ra dấu vết của đời sống nguyên thủy. Kiếp sống thứ hai thì cô sống như là một nô lệ tại Ai Cập. Những ký ức với độ chính xác hoàn hảo về địa vị khổ sai của một nô lệ cùng kỹ thuật cổ xưa để xây dựng những con đường bằng đá của họ. Ở một kiếp khác thì cô lại nhớ rằng mình đang mang mạng che mặt, ngồi trong một chiếc kiệu trên lưng voi. Cô nhớ rất chi tiết một số kiếp sống là tín đồ Cơ Đốc giáo bị bức hại dưới triều đại của hoàng đế La Mã Nero độc ác trong thế kỷ đầu tiên của cuộc khủng bố, nơi cô có thể gặp Thánh Peter. Cô cũng nhớ lại kiếp sống tại Nam Phi vào đầu những năm 1900. Cô là một đứa cháu của Tổng thống Paul Kruger, sau đó lớn lên thì lấy hai người chồng và có 10 đứa con. Qua điều tra thì những người này hoàn toàn có thật, đồng thời phát hiện ra rằng một trong những đứa con của cô lúc đó vẫn còn sống và đang ở độ tuổi 90. Khi Joey 5 tuổi, các nhà nghiên cứu đã sắp xếp cho cô bé 5 tuổi được gặp cụ bà 90 tuổi này. Và thật bất ngờ, phản ứng đầu tiên của cụ bà khi gặp cô bé là nói rằng đây chính là mẹ của bà. Cả hai dường như đã thân quen từ lâu, khiến cho người ta thật khó tin hai người đã từng là người thân trong gia đình hàng chục năm về trước. Có thể nói rằng cô bé chính là một trường hợp luân hồi đáng kinh ngạc, minh chứng cho sự tồn tại của chuyển sinh và luân hồi. Bí ẩn tảng đá khổng lồ đứng bấp bênh trên sườn đồi suốt 1.300 năm. Nhìn vào tảng đá này chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng chỉ cần đẩy nhẹ một chút là nó sẽ lăn lòng lóc xuống đúng không nào? Nhưng bạn có biết hay không, từ lâu nó đã nổi tiếng với tư thế bấp bênh như vậy và vững chãi đến kỳ lạ trên sườn đồi suốt nhiều thế kỷ qua. Tảng đá khổng lồ này có tên là Krishna Butterball, nằm trên Tamil Nadu phía nam Ấn Độ, với chiều cao khoảng 6m và có đường kính 5m, nặng khoảng hơn 250 tấn. Và tuy có kích thước lớn dáng đứng nghiêng một góc 45 độ trên đồi cao, nhưng tảng đá vẫn không hề lăn xuống, thậm chí là không hề nhúc nhích dù cho có người từng nỗ lực dịch chuyển tảng đá đi. Và theo ghi chép vào thế kỷ 7 trước công nguyên, một vị vua thuộc triều Pallava Ấn Độ đã trở thành người đầu tiên tìm cách dịch chuyển tảng đá nhằm tránh cho nó khỏi rơi vào tay các thợ chạm khắc, nhưng mà không thành. Năm 1908, cũng có một số thống đốc đến đây quyết định di dời tảng đá vì sợ một ngày nào đó nó sẽ trượt xuống sườn đồi và nghiền nát thị trấn ở bên dưới. Ông đã cho 7 con voi kéo, nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích 1cm nào luôn. Chính vì sự kỳ lạ của tảng đá bất chấp lực hút trái đất này, người xưa đã đưa ra lý giải bằng những câu chuyện truyền thuyết đặc biệt, nổi bật nhất là truyền thuyết Ấn Độ.
Cụ thể đó là nữ thần Krishna hồi nhỏ rất thích ăn bơ và thường bốc bơ ở hũ của mẹ. Do tảng đá ở Mahabalipuram có hình dáng giống hệt một giọt bơ mà nữ thần làm rớt xuống mặt đất, tảng đá đã được mệnh danh là Krishna Butterball, có nghĩa là viên bơ của nữ thần Krishna. Hành lá nhảy múa trong nồi mì sôi sùng sục khiến hai người phụ nữ giật bắn mình. Mới đây thì một đoạn clip hai người phụ nữ ngồi nấu mì tôm với hành lá khiến dân mạng không khỏi ngã ngửa ngạc nhiên rồi xôn xao bàn tán. Đoạn clip ghi lại khi mà nồi mì đang sôi sùng sục, một người phụ nữ đã gắp cọng hành lá bỏ vào nồi. Tuy nhiên lúc này cọng hành liền bật ra ngoài khiến hai người phụ nữ không khỏi giật mình. Tiếp theo đó thì người phụ nữ lại nhúng cọng hành vào nồi nhưng cọng hành này tiếp tục ngọ nguậy rồi bật ra ngoài lần nữa. Tuy nhiên nhiều người ngay lập tức lên tiếng giải thích đây là hiện tượng hết sức bình thường bởi lẽ hành lá thường rỗng bên trong, do đó khi gặp nước nóng, phần không khí bên trong cây hành sẽ giãn nở khiến cọng hành phồng lên và bật ra ngoài như đoạn clip phản ánh. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về đoạn clip này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến xuống phía bên dưới các bạn nhé!